đang định làm social media manager thì cần học kỹ năng gì ạ? Kỹ năng đầu tiên là chạy quảng cáo, đấy là kỹ năng gọi là basic, nhưng đây là level thấp. Anh phải khẳng định đây là level thấp, anh vẫn nói rất nhiều lần rồi, level thấp nhất là level sử dụng công cụ. Rồi tiếp theo, nếu chúng ta chỉ học mỗi công cụ không ấy, thì chúng ta chỉ là ong thợ thôi, chúng ta chỉ là công nhân được thôi. Thì chúng ta muốn lên cái tầm quản lý, chúng ta phải có nhiều kiến thức hơn. Tiếp theo đó là chúng ta học sâu về content, học sâu về content cho anh, học thật nhanh lên. Quảng cáo chỉ nên học trong khoảng tầm 1 đến 2 tháng thôi, đào sâu quá, nghe những cái kỹ thuật, những cái lý thuyết cao siêu quá chả để làm gì. Bởi vì cái đấy nó không phải yếu tố tạo ra kết quả cao nhất cho một cái chiến dịch marketing hoặc là cho doanh nghiệp để tạo ra doanh thu. Bởi vì trong quá trình chúng ta làm ấy, chúng ta chạy quảng cáo nhiều, cái giờ bay của chúng ta và số ngân sách chúng ta chi tiêu ấy, là chúng ta đã phải tự rút kinh nghiệm và tự giỏi lên rồi. Học thì học trong vòng vài tháng thôi, 1-2 tháng rồi là cùng, sau đó là thực chiến luôn đi. Tiếp theo, đào thật sâu vào content cho anh, học thật sâu và bỏ tiền ra học cũng được, học nhiều chương trình vào hoặc là tự học thì tùy em. Sau khi học xong về content thì em cần phải học tiếp về cách lập kế hoạch và lên chiến lược dài hạn. Lên chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp, và chúng ta sẽ tạo ra được những cái bản kế hoạch chi tiết để hiện thực hóa những cái chiến lược đó. Thì lúc đó em bắt đầu, em mới dần dần em lên được cái vị trí đó là social media manager. Tức là chúng ta đã phải trải qua cái level của con ong thợ rồi, thì chúng ta mới tới cái level của người làm quản lý. Tiếp theo, sau khi học xong cái việc mà chúng ta lên chiến lược và lập được kế hoạch rồi, tức là chúng ta trở thành người hoạch định đấy, thì level tiếp theo chúng ta cần phải trở thành một người quản lý, lãnh đạo. Cần phải học về KPI, cần phải học về quản trị, học về lãnh đạo, học về truyền động lực, học về làm việc đội nhóm. Thì đấy là những cái lộ trình chi tiết cụ thể cho em. Và nếu như các bạn muốn tăng trưởng gấp 5 trên gấp 10 lần doanh thu của mình với một mô hình hoàn toàn mới và xây dựng một hệ thống bán hàng tự động mang về cho các bạn vô số khách hàng tiềm năng sẵn sàng trả phí cao cho các bạn mỗi ngày, giúp cho các bạn đạt được mục tiêu tự do tài chính, có một cuộc sống đáng mơ ước và có thể làm việc ở bất kỳ đâu các bạn muốn, thì hãy nhắn tin cho tôi hoặc bấm vào đặt lịch để được tư vấn cũng như tìm hiểu về chương trình giải pháp của chúng tôi.